Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay ngày 15 tháng 4, tức ngày 22 tháng 5, 2024. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng tổ chức Đại lễ Phật Đản, tức là kính mừng Đại lễ Phật Đản năm 2024. Đức Phật sinh ngày 8 tháng 4, cách đây 2568 năm. Và từ đó, các nước trên thế giới tổ chức ngày sinh của Đức Phật. Các quốc gia theo truyền thống Nam Tông sẽ tổ chức vào ngày 15 tháng 4, tức là rằm tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, tại Đại hội Phật giáo Thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Tích Lan vào năm 1950, có 26 phái đoàn Phật giáo ở các nước đến dự, đã thống nhất chọn ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật Đản quốc tế. Đức Phật sinh vào ngày 8 tháng 4, cách đây 2568 năm. Từ năm 1999, ngày lễ Phật Đản 15 tháng 4 âm lịch đã được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. Lễ Phật Đản là một trong ba đại lễ hợp thành, lễ tam hợp, được Liên Hợp Quốc gọi là Vesak. Tam hợp tức là lễ Phật Đản, đản sinh, tức là ngày sinh của Đức Phật khi Đức Phật ra đời trên thế gian này. Lễ Phật thành đạo, tức là Đức Phật tu thành đạo. Và lễ Đức Phật nhập Niết Bàn. Tam hợp là như vậy, cho nên thế giới gọi là Vesak. Chúng ta gọi là Đại lễ Phật Đản. Do đó hiện nay tại nước ta, một số tu viện tổ chức lễ Phật Đản theo Phật Đản quốc tế, nhưng cũng có một số tự viện tổ chức lễ Phật Đản theo truyền thống xưa, tức là tổ chức vào ngày 8 âm lịch hàng năm. Theo tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay, Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak, theo lịch pháp Ấn Độ cổ đại, tương đương với rằm tháng 4 âm lịch, tháng 5 Tây lịch. Do vậy, thông thường đại lễ Phật Đản được tổ chức trong một tuần. Ở Việt Nam cũng tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 cho đến rằm tháng 4 âm lịch. Trên thế giới, theo lời dẫn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antony trong thông điệp nhân ngày Vesak năm 2021, khi tôn vinh sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật, tất cả chúng ta cũng đồng thời được truyền cảm ứng từ những lời dạy của Ngài. Điều đó không phải chỉ dành riêng cho giới Phật tử, mà cho tất cả nhân loại chúng ta. Trong thời điểm các nước bất bình đẳng với nhau, thì thông điệp của Đức Phật về bất bạo động, bất bình đẳng và phụng sự tha nhân trở nên thích ứng hơn bao giờ hết. Với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác và vùng lãnh thổ khác, khi bắt đầu tháng 4 âm lịch, nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh, cộng đồng được tổ chức để kỷ niệm ngày Phật Đản Vesak, trong tâm niệm cúng dường Đức Phật và cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con một gia đình lịch sử, được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Vua cha là Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya, được nuôi dưỡng giáo dục để trở thành người kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, Ngài đã từ bỏ tất cả để dấn thân chứng nghiệm, khám phá bổn sự thật của cuộc đời. Đó là khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt của khổ và phương pháp để chấm dứt sự khổ, tức là tứ diệu đế, giảng dạy về phương pháp cho con người có được hạnh phúc tương đối và đạt được hạnh phúc thực sự nếu có ý chí ngay trong cuộc đời này, được soi sáng bởi trí tuệ nhờ có chánh niệm, thực hành thiền định.
lời dạy của Đức Phật vượt lên sự ràng buộc của các giáo điều thông thường, vượt thời gian, trở thành lối sống cho những ai muốn được hạnh phúc thực sự cho bản thân và cộng đồng. Đại lễ Phật Đản là dịp tổ chức không chỉ để tôn vinh Đức Phật, mà hơn thế nữa là cơ hội để ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên phương tiện một con người lịch sử, cùng những lời dạy của Ngài, từ đó để cùng mỗi người tự tin nhận ra rằng những điều tốt đẹp nhất, giác ngộ và giải thoát là điều mà ai cũng có thể đạt được. Đó là điều ai cũng có thể đạt được và đạt tới được. Đó không phải là sự ban phát đặc quyền của một đấng nào đó hay một siêu nhân nào đó. Tin để sống theo từ đó. Từ đó từng bước có được giá trị hạnh phúc thực sự, sống an lạc giữa đời mà không còn lo âu, sợ hãi, không bị danh vọng, tiền bạc, sự hưởng thụ nhấn chìm. Đại lễ Phật Đản là ngày để tín đồ Phật tử tưởng nhớ lại cuộc hành trình 80 năm nơi trần thế của Đức Phật. Từ đản sinh cho đến thành đạo và cuối cùng là niết bàn, diệt tịch. Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ, ngày này có mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn, đó là nhắc nhở tứ chúng đệ tử, nhắc nhở tứ chúng đệ tử Phật phải không ngừng nỗ lực tu tập, buông bỏ để trở thành chính mình, tìm thấy chân tâm tự tính, bản lai diện mục. Ở Việt Nam, đại lễ Phật Đản tại các tự viện thường được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức Phật giáo. Tùy theo hệ phái, nghi thức cũng có phần khác biệt, nhưng tương đồng ở nghi thức thiêng liêng gọi là mộc dục, tức nghi thức tắm Phật. Cho nên là ngày Phật Đản thì ở chùa nào cũng có nghi thức tắm Phật. Mà tắm Phật không phải ai cũng biết tắm Phật. Nhiều người không biết tắm Phật. Tắm Phật là múc hai gáo nước, một gáo nước đổ sang bên vai trái của Đức Phật, một bên cốc nước múc và đổ lên ngón tay của Đức Phật và vai của Đức Phật, không được đổ lên đầu của Đức Phật. Có nghĩa là không được dội nước lên đầu của Đức Phật. Còn từ vai trở xuống là dội được, không sao cả. Nghi thức này nhắm tái hiện lại hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa đản sinh, tức là Đức Phật vừa sinh ra, là chư thiên chư thần tắm cho Đức Phật ngay rừng cây Sala ở bên Ấn Độ. Đây là theo truyền thuyết. Ở Đức Phật sinh ra là ở rừng Sala ở bên Ấn Độ. Nước để tắm cho Đức Phật là nước sạch, nước tinh khiết, thơm tho, thể hiện lên tâm hồn của con người phải trong sạch, tinh khiết. Đây là một cái ý nghĩa rất lớn đối với ngày tắm cho Đức Phật. Còn ở tại gia đình, các Phật tử đi theo đạo Phật nếu có điều kiện thì sẽ tôn trí bảo tướng Thích Ca Sơ Sinh, thực hành nghi thức mộc dục như ở các tự viện Phật giáo. Còn nếu không có điều kiện thì sẽ trang hoàng ban thờ Phật tại nhà mình, dâng hương tưởng niệm. Quan trọng nhất trong việc học Phật là thông qua hình thức tìm thấy ý nghĩa giác ngộ bên trong, chứ không phải mải mê nơi hình thức. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Đại lễ Phật Đản tại thành phố Hải Phòng.
nhận rất quan tâm và chào mừng quý vị đại biểu khách quý vân tập về trước tế đài để tham dự đến cùng vân đàn cho đến 2068 đến đến 2024 do ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức. Vào bữa này toàn thể đại lễ chúng ta khởi thân đứng dậy chắp tay trang nghiêm để thành kính tôn vinh chư tôn thiện đức và chào mừng quý vị đại biểu khách quý. Chào mừng quý vị đại biểu khách quý đại diện cho quý cấp ban ngành của thành phố cũng như quận Lê Chân sở tại. Quý vị đại biểu khách quý đã quan tâm tham dự cầu nguyện cho đại lễ kính mừng Phật đản của chúng ta được thành điều viên mãn. Và tại đại lễ chúng ta dâng một tràng pháo tay thật to thật lớn để hành kính cung kính chúng tôi thể thức và chào mừng quý vị đại biểu khách quý. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức chúng con xin phép được ít phút để ổn định đám tràng và kính thông báo tới toàn thể quý đạo hữu Phật tử tham dự lễ. Một lần nữa ban tổ chức xin thông báo và trân trọng kính mời quý vị khóa điện thoại di động để chế độ rung. Giờ phút này chúng ta không quay phim chụp ảnh đã chư tôn giáo phẩm hòa thượng chư thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các sở ban ngành thành phố Hải Phòng, quận Lê Chân và các quận huyện nội ngoại thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân Việt Nam tín nữ Phật tử thập phương xa gần về tham dự đại lễ kính mừng Phật đản Phật đình 2568 dương lịch 2024 do ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức tại tế đài Phật đản chùa Nam Hải, trụ sở giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng buổi tối ngày hôm nay. Vào thời giờ này, mười phương chư Phật hiện toàn đạo tràng hồn thiêng sông núi cũng đã hội tụ về đây để cầu nguyện gia hộ cho đại đế được thành tựu viên mãn và cử hành nghi lễ chào cờ. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiện đức cùng toàn thể đại lễ khởi thân đứng dậy chắp tay hướng về tế đài làm lễ niệm Phật cầu gia hộ và cử hành nghi lễ chào cờ. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đào Kiều Thích Quảng Tùng khởi niệm hồng danh cầu gia hộ.
tướng Bái Bạch, chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, chư thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ phật tử thập phương xa gần, kính bạch quý ngài, kính thưa quý hiền vị, trầm hương sông ngát phật đài, chiều người con phật vọng ngày tản sinh, dòng yên từng giọt chất hành hương thánh đảng phật năm nay mắt cười, và những ngày hè rực rỡ tràn ngập hương sen thơm ngát, tất cả những người con phật trên khắp hành tinh đang được sống lại những giây phút tươi đón mừng một ngày lễ trọng đại, ngày được đạo sư thị hiện ở đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, ngài đã mang đến những triết lý giáo dục vĩ đại cho con người, dẫn dắt chúng ta trên con đường hạnh phúc và sự giải thoát, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui và hạnh phúc. Ơn tài lớn lao chẳng nghĩ được, nên hàng năm cứ đến tháng tư, những người quan phật nhất tâm thành kính hướng về ngày phật đản sinh, tưởng nhớ đến tâm từ phụ để báo phần ân đức và thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc giác ngộ, vì đại sự nhất duyên thì hiện để khai thị chúng sinh ngộ nhập phật chi viên. Đồng thời nhân sự kiện này cũng nhằm giúp cho những người quan phật có cơ hội ôn lại tôi dòng lịch sử về cuộc đời của bậc vĩ nhân và nguyện học tập làm theo phúc đức trí tuệ vô đồng của ngài, bảy đóa xếp vàng nâng gót đầu ba ngàn thế giới gọi Như Lai, hòa chung trong không khí tháng tư tháng năm lịch sử, toàn đảng toàn dân toàn quân tá và đắc nô đức tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Hải Phòng, thực hiện thông bản số 88 TB HDTS năm 2024 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ thông bản số 33 TB BDS của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản Phật đình 2568 Dương lịch 2024 và được sự tạo điều kiện đồng thuận giúp đỡ của các cấp ban ngành chức năng, hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn tại khán đài Phật đản chùa Nam Hải, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, chư tôn thiện đức tăng ni ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cùng đông đảo nhân dân Phật tử địa phương cũng như thập phương xa gần trong khu vực tân tập về đây, long trọng tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, nguyện đem công đức hồi hướng thế giới hòa bình đòi ban tổ chức chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ diễn ra như sau: 1. Niệm phần cầu gia hộ như lễ chào cờ; 2. Tuyên bố lý do thông qua chương trình giới thiệu đại biểu tham dự; 3. Công tuyên thông điệp của đức pháp chủ hội đồng chứng minh trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; 4. Tuyên đọc diễn văn đại lễ phật đản của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; 5. Các đoàn đại biểu dân hoa tưng bừng; 6. Đại biểu chính quyền thành phố phát biểu chúc mừng; 7. Cử hành nghi lễ dân hương cúng dường và tập phật nghi lễ truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an; 8. Cảm tạ hồi hướng rước hoa đăng diễu hành xeo hoa để cầu nguyện quốc thái dân an. Thay đổi ban tổ chức, chúng con xin kính bạch chư tôn đức và toàn thể đại lễ điếu chi để tham dự cầu nguyện chúc mừng cho đại lễ được thành tựu viên mãn. Tham ô mạn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa hiền quý vị, hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm hòa hợp trên tinh thần bát tứ của người quốc Phật, dưới mái ấm Phật đường chùa Nam Hải, đáp lại lời mời của ban tổ chức, chư tôn đức và quý quan khách cùng quý thiện hữu đã chấn thích quan đông đạo tràng để tham dự chúc mừng cho đại lễ, thay đổi ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung toàn và giới thiệu. Về phía giáo hội, thay đổi ban tổ chức, chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Tùng, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản. Chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng Thích Thanh Giác, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng.
trong thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Chư tôn đức tăng ni lãnh đạo các Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cũng như chủ trì các chốn tổ đình, các chùa nội ngoại thành phố Hải Phòng về tham dự, chúng con xin cung kính nhiệt liệt chào mừng và tổng giới thiệu. Về phía quý cấp chính quyền, đại biểu, quan khách, ban tổ chức, chúng tôi trân trọng chào mừng và giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Minh Đường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Phương Liên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Tào Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Dương Tổng Anh, trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu thượng tá Phạm Văn Thanh, trưởng phòng an ninh nội địa công an thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Diệu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Biên. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cát Dài. Về tham dự đại lễ hôm nay, ban tổ chức được tiếp đón và trân trọng giới thiệu có quý vị đại biểu, lãnh đạo đại diện cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, các ngành, thành phố Hải Phòng, quý vị đại biểu đại diện cho quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, các ngành, đoàn thể của quận Lê Chân, quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, các ban ngành của phường An Biên và các ngành cũng về tham dự, xin nhiệt liệt chào mừng và cùng giới thiệu. Về tham dự ngày hôm nay, ban tổ chức cũng nhận thấy có các công ty cũng như nhân dân Phật tử đại diện cho hàng Phật tử nội ngoại thành phố Hải Phòng cũng như thập phương xa gần về tham dự, xin nhiệt liệt chào mừng và cùng giới thiệu quý vị. 2868 Dương lịch 2024, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông điệp Phật đản cho tăng ni và Phật tử ở trong nước cũng như ở nước ngoài nhân mùa Phật đản. Vào thời giờ này, tiếp theo chương trình thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa thượng Giáo hiệu Thích Quảng Tùng đem phung tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Và để thành kính đón nghe bức thông điệp của Đức Pháp Chủ nhân mùa Phật đản, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức cùng toàn thể đại đế khẩn thân đứng dậy trang nghiêm hướng về lễ đài Phật đản để đón nghe bức thông điệp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một vật đàn thân định 2568 đã trở về trong không khí đơn hoa của người con vật khắp năm châu từ vùng với nhau lên phẩm. Vật đàn sáng ra đời thì họ chấp nhận thiên đàn là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng những lời dạy vô ngã vị tha đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn đứng tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi đau cá nhân, kiến tạo môi trường an toàn cho vạn vật sinh linh. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau cảm thấy đau khổ, hận thù, kết nối hận thù. Con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ khí hạt nhân hủy diệt đã đe dọa các hành tinh thân yêu của chúng ta. Tuy nhiên sự sống của nhân loại với bao giờ hết, chúng ta càng chân chính và nỗ lực một văn bản, một cuộc yêu thương và hiểu biết. Tôi kêu gọi tất cả những người quan vật của nhân vật tịnh hóa công đức, chuyển hóa tam độc an thân sinh lực thành tam vô loại độc với định tuệ, kiến tạo khí báo cáo và đừng an lạc như khi ta không mang vật ra đây tâm bình thế giới bình tâm an lần 2568. Thay mặt thường trực hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kêu gọi chúng ta nghi và quý vị Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan, mỗi người càng tinh tiến vũ tộc thể nhập từ ý xã hội lan tỏa tình yêu thương đến quy và loài thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ ý và trí tuệ với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Tôi mong muốn tất cả mọi người quan Phật trên khắp thế giới đoàn kết cùng cả nhân loại chung sống bình an, kiến tạo thế giới hòa bình và an lạc. Nhân đại lễ này, tôi xin từ chối lời cảm ơn các cấp chính quyền, chỉ những công thế đại địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo hội các cấp thành viên của các Phật tử. Kính chúc chư tôn đức tăng ni, những đồng bào Phật tử có một Phật đản vô lượng cát tường hành trì viên mãn các thiện sự và các hảo pháp Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp phù giáo hội Phật giáo Việt Nam đại não hòa thượng Thích Trí Quảng đã ông chí. Bây giờ đến đây chúng ta dâng một tràng pháo tay thật to và nhớ thưa để cùng chứng nhận phước công nghiệp của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung kính chư tôn thiện đức cùng toàn thể đại đệ đồng tu nhân phẩm, cung kính cấm tái bạch chư tôn thiện đức, kính thưa quý đạo hữu Phật tử cũng như toàn thể đại lễ nhân đại lễ chứng minh Phật đản quân lịch 2568 tương lịch 2024 đức trưởng giáo hòa thượng của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự. Chúng con thành kính cung kính hòa thượng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hội đồng trị sự,
đến 568 dương lịch 2024 của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý nhiệt tình, nhân ngày và tạm thay mặt cho đồng trị sự, tôi xin gửi lời tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Lời kính chúc
khắp nơi. Từ bi xa với nhau nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an. Chỉ niềm thân đến vô bằng thế thôi. Không có lạc cái gì vào đây cả.
rước lễ Phật đản của thành phố Hải Phòng. Khi rước lễ đến khu vực Hồ Tam Bàng thì bất thình lình trời gió rất to, mưa rất lớn. Do vậy là công việc rước Phật đi tiếp là rất là khó khăn. Do vậy là có khả năng phải dừng lại tại đây. Chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.